lấy cái miệng cục chặt cái chân, có đầu kỹ chân nữa sao không được không? Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình là Nguyễn Lên, chúc anh em có một năm mới học tập và làm việc thật là vui nha. Nói chung cũng là một clip đều anh em nha anh em. Nói chung là hôm nay là mình có điện Phúc xuống sớm để mà thực hiện một cái màn troi. Nói chung là một màn troi là như thế này. Nói chung là vợ mình ở nhà ngoại chờ anh em, chuẩn bị gần về rồi, nên mình rủ Phúc xuống nữa thực hiện một cái màn troi bây giờ. Và anh em muốn biết cái clip như thế nào thì hãy cùng theo chân để mà xem hết cái clip như thế nào nha. Ok anh em, trước khi mà đến video của mình cũng vào cái video mua để mà kiếm thêm ít đồng để mà chi tiêu trang trải trong nhà anh em. Đây, hiện tại là mình đang ở trong cái biểu đồ video mua này. À, anh em thấy không? Nói chung là như mình thấy là biểu đồ đang đi lên, chứ là mình sẽ đặt đi xuống anh em ơi. Hiện tại là mình sẽ đặt 200 đô và với mức giá là đi xuống nha. Đấy, sẽ đặt đi xuống. Tại vì cái biểu đồ này anh em phải lựa chọn cho thật là chính xác nha, tại vì anh không là cái đi lên đi xuống, nếu mà mình chọn chính xác cái phần đi xuống thì mình sẽ thấy nè. Bây giờ mình đang chọn đi xuống này anh em. Đây, nói chung là đây là cái thu cái kiếm tiền thêm của mình vào kiếm tiền thêm của mình nè. Rồi biểu đồ đi xuống 100% là mình sẽ thắng rồi anh em ơi. Không trời đâu nữa đó. Đấy, anh em thấy chưa? Mình đã thu nhập được 360 đô ha. Mình đã lao được 150 đô. Quá là ngon luôn. Đấy, nói chung là rảnh rỗi thì mình lại vào Vinomo để mà kiếm thêm thu nhập anh em. Nói chung là Vinomo này thì kiếm tiền không khó, chủ yếu là mình nên suy luận sao mà cho nó thật là chặt chẽ và đặt đúng cái đi lên đi xuống của biểu đồ thật là chính xác nha anh em. Rồi, nói chung là mình cũng chia sẻ một phần kiếm tiền nào trên online cho các anh em. Anh em nào muốn kiếm thêm thu nhập hay là thời gian rảnh rỗi ở nhà mà không làm gì hết thì hãy kéo xuống phòng mô tả, mình có ghim cái Vinomo này ở dưới đó để mà anh em kích vào và tải về cùng kiếm tiền với mình. Rồi bây giờ mình tiếp tục cái video của mình. Ok nè, nói chung bây giờ Phúc sẽ giúp mình cột tay cột chân lại hết nha. Trước khi mà Phúc cột biển thì mình nói hả? Rồi bây giờ Phúc đã cột biển, sau đó là mình sẽ đi cột biển. Và Phúc sẽ giúp mình đặt một cái quay và sau đó mình sẽ nằm ở đây chờ đợi cùng Phúc rồi. Mà đi đi đâu chút tôi chạy lên chưa? Phúc phơ rồi. Xuống biển giờ. Có lúc nào giờ tao biết giờ ra ngoài. Biết giờ mà ở đây mình chùa ai giờ tao. Xuống biển giờ. Em mời nha. Em mời cái chuyện này hả? Quán dầm cái đất luôn nha. Hả ừ ừ con. Ừ ừ ừ ừ. Vậy nha, ở đây chơi. Thôi gì hả? Phúc là người nữa đây. Nó không có nè, nó sổ tí nghe vô
Em nói anh đây đâu, anh kêu không mà rồi nha.
đi giết nữa chào. Tàu hồi nó quýnh mình lên tàu. Anh vô nó quýnh em cho em chào anh thương em về. Mẹ mày. Bye. 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 Bye.